Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái 11 tháng năm 2022 đạt trên 8%, cao hơn so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là một trong 15 chỉ tiêu hiện đã vượt kế hoạch năm 2022. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm trên 22%, công nghiệp xây dựng chiếm gần 33%, dịch vụ chiếm gần 41%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,33%. Đặc biệt trong cơ cấu nội ngành công nghiệp đã chuyển dịch đúng hướng, giảm đáng kể tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo. Sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ nông nghiệp tăng khá cao, cơ bản các chỉ tiêu ngành nông nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu hoàn thành mục tiêu kép, bảo đảm phục hồi và từng bước tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 32.450 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Nhằm phục vụ tốt nhất trong hoạt động trải nghiệm, tham quan của du khách khi đến với lễ hội Hoa Tam Giác Mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 8 năm 2022, huyện Đồng Văn đã sắp xếp bố trí các không gian ẩm thực, trưng bày sản phẩm địa phương, khu hàng lưu niệm và con đường Hoa Tam Giác Mạch để du khách khám phá, trải nghiệm. Đến với lễ hội Hoa Tam Giác Mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 8, du khách dường như lạc bước chân, đầu đầu cũng là những không gian trải nghiệm được bài trí liên tiếp để du khách dễ dàng khám phá. Từ con đường Hoa Tam Giác Mạch, khu ẩm thực, gian trưng bày sản phẩm đặc trưng, hàng lưu niệm và khu giao lưu văn hóa văn nghệ. Một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm là con đường Hoa Tam Giác Mạch. So với những năm trước đây, con đường Hoa Tam Giác Mạch năm nay được sắp xếp tập trung, có điểm nhấn hơn. Tại đây du khách được hòa mình vào sắc hoa và lưu lại những bức hình làm kỷ niệm. Tại các gian hàng ẩm thực ngoài những món ăn truyền thống như thắng cố, mèn mén, rượu ngô, thì lễ hội năm nay thu hút rất đông các gia đình, các cá nhân tham gia làm bánh để phục vụ khách du lịch. Mặc dù thời điểm diễn ra lễ hội Hoa Tam Giác Mạch năm nay có mưa nhẹ, song không làm giảm sức hút du khách đến tham gia lễ hội. Dường như dưới trời mưa lất phất, ánh sáng của bóng đèn, Hoa Tam Giác Mạch, phố cổ Đồng Văn trở nên lung linh, huyền ảo hơn. Thưa quý vị và các bạn, vùng cao Lào Cai đang bước vào mùa đông, việc giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho học trò đang được các thầy cô giáo chủ động. Công trình bếp đun đa năng là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp học sinh ở vùng cao Bắc Hà bớt lạnh. Một mình đảm nhiệm công việc cấp dưỡng, mỗi ngày bà Lâm Thị Sen nấu ăn cho gần 180 học sinh bán trú. Kể từ khi nhà trường đầu tư xây dựng chiếc bếp này, công việc hàng ngày của bà Sen cũng bớt phần vất vả. Trước kia nấu cái kia là nó vất hơn, nồi cơm với lại một nồi canh, một nồi mặn nữa. Còn bây giờ thì em thấy nó cũng tiện lợi và nhàn hơn, mà sạch sẽ gọn gàng hơn, và lại còn tiết kiệm củi nữa. Bếp đun đa năng này có 4 chức năng chính: nấu cơm bằng hơi, nấu thức ăn, sấy quần áo và đun nước nóng. Nhờ công trình này mà những ngày mùa đông giá rét, sau mỗi giờ học, học sinh bán trú của nhà trường vừa có bữa ăn nóng sốt, vừa có quần áo ấm để mặc, lại có nước nóng phục vụ sinh hoạt bán trú. Kia thì chúng em phải có thể mang củi từ nhà hoặc là đến trường và đi lấy củi để đun nước nóng. Mùa đông ở trên này rất khá là lạnh, nhưng bây giờ đã có nước nóng thì sinh hoạt bán trú thì nó sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn. Không chỉ là chỉ lấy nước tắm cho học sinh ngoài kia, bây giờ mình cải tiến đưa đường nước dẫn vào bên trong để mình nấu cơm. Khi mà nấu bằng nước nóng thì nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình đấy hơn. Bếp đun đa năng là dự án của học sinh vùng cao Lùng Phình, Bắc Hà đạt giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật tỉnh Lào Cai năm 2021. Ngay sau đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện áp dụng vào thực tiễn, đầu tiên tại xã Nậm Đét, vừa là sự trân trọng, lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong học trò. Việc làm này cũng thể hiện mong muốn cải thiện chất lượng sinh hoạt cho học sinh bán trú và thầy cô vùng khó khăn. Ban giám hiệu trường rồi trong cái ban quản lý bán trú chúng tôi cũng đã thảo luận rồi cũng đã đưa ra một số các cái giải pháp để tiếp tục cải tiến cái bếp này. Nhất là đối với cái hệ thống để làm đốt nóng cho học sinh thì tới đây sẽ phải cải tiến thêm để cho cái công suất lớn hơn. Bắc Hà có 58 trường học, trong đó hơn 30 trường bán trú, với hơn 6.000 học sinh ở bán trú. Hiện thực hóa dự án bếp đun đa năng đem lại nhiều giá trị hữu ích cho cuộc sống, học tập của học sinh nói riêng và người dân vùng cao nói chung. Bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.